Em test quả cấu hình karaoke siêu chất cho anh em nhé. Đảm bảo cái chất lượng vocal, lời ca và chất nhạc quá ok luôn. Ở đây ngày hôm nay thì loa Ý ghép với đẩy Ý ạ. Loa Italia ghép với đẩy Italia. Và em sẽ chạy đây. Loa là loa FBT của Italia. Đây là đôi Mitut 112 nhé. Em sẽ chạy với cả chiếc đẩy Power Shop màu xanh kia. Power Shop này cũng của Italia luôn. Vang thì em sẽ sử dụng cái sản phẩm vang số của DE Acoustic, một trong những cái sản phẩm vang số nâng cấp và cập nhật mới nhất của DE, và có được cái chất lượng tiếng thì cả phần echo và phần vượt đều rất là hay. Em đã có cái phần video demo về cái sản phẩm rồi. Ở đây anh em sẽ thấy là vang là sản phẩm chính hãng, cho nên sẽ có tem mác, mã QR quý rất đầy đủ. Đây là sản phẩm vang nâng cấp từ K2000, thừa hưởng tất cả những cái chất âm từ K2000 nhưng mà nâng cấp phần cứng để hoàn thiện hơn, chất lượng hơn. Anh em sẽ thấy phần cứng K2000 không hề có những cái rắc này. Mic này xịn hơn, chất lượng hơn, các cái rắc ok hơn. Đó, tín hiệu đầu vào, đầu ra đều có thể làm được. Thì đây chính là K3000. Ngoài ra thì để FPT này lên được cái tiếng mic hay, vocal hay, xì xoẹt nhuyễn, thì em có chạy với mic M800D hay K8200 của DB Acoustic, một cái cấu hình 3 sản phẩm em ghép ở trên. Thì anh em sẽ cùng đi và chúng ta sẽ cùng cảm nhận cái chất lượng âm thanh. Và đương nhiên là em còn rất nhiều những cái video để test những cái sản phẩm chất lượng cao hơn, ví dụ như JBL ghép đẩy crowd với cả vang JBL đó, và những cái bộ combo của Koda, hàng xịn chính hãng. Toàn bộ thì Audio TMX thì luôn luôn phân phối và cung cấp những cái sản phẩm karaoke chính hãng đến tay người dùng để đảm bảo được cái chất lượng. Thì anh em cần những cái sản phẩm chất lượng và chính hãng thì hoàn toàn có thể liên hệ bên em qua cái số điện thoại là 0345 265 888.